chở bao nhiêu đảo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian búc chẳng tà. Dây của cha ông, cháu con noi gương giữ lấy, giữ bờ cõi non sông, hiếu trung đứng hàng đầu. Ngàn đời tổ tiên ta sắc son kiến trung giữ nước, để rồi ngày mai sau bay cao dùng tiền dòng. Sao khuê giang dỡ cõi trời nam, giúp nước cứu dân nguyện phải làm. Thần vũ trừ gian huyền tái đạo, truyền nghĩa nhờ lời ý tinh thông vững tinh thần, văn sĩ trời nam như sao sáng, đất nước vinh hoa mãi trường tồn. Trước đèn xem truyện Tây Minh, gắm cười hai chữ nhân tình eo le. Hỡi ai lặng lặng mà nghe, giữ răng diệt trước lành về thân sau. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiếc hạnh là câu trao mình. Tự hào Việt Nam ơi, nước non quê hương màu mơ, rừng vàng biển bạc bao la, cá tôm rụm lúa mênh mông. Hiện tại trụ cột non sông, chiến công vang danh xứ xanh, gầy rừng bờ cõi giang san, quân dân trên dưới một lòng. Sao khuê giang dỡ cõi trời nam,
huyền tái đạo. Văn thơ nung chi diệt bao ta, ngọn cố từ tâm truyền nghĩa nhân, lời ý tinh thông vững tinh thần, văn di trời nam như sao sáng, đất nước vinh hoa mãi trường tồn. Trời Nam như sao sáng, đất nước vinh hoa mãi trường tồn, đất nước Việt Nam mãi trường tồn. Chớ bao nhiêu đào thuyền không khắm, đầm mây thằng vàng bụng chắn ta, cầm lấy lòng nhớ mong thói bạc, trời gần chẳng gánh gánh trời xa. Tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, quý vị đại biểu cùng các vị khách quý và toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu năm 1822 năm 2022 và 30 năm ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre năm 1992 năm 2022 tại khu lăng và mộ Nguyễn Đình Chiểu, di tích quốc gia đặc biệt tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Kính thưa quý vị, và chương trình hôm nay do UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức nhằm chào mừng sự kiện Nguyễn Đình Chiểu, một nhà thơ lớn của dân tộc, một thầy giáo, thầy thuốc suốt đời tận tụy với nhân dân, được Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41 công nhận là danh nhân thế giới vào hồi 16 giờ 35 phút theo giờ Việt Nam ngày 23 tháng 11 năm 2021. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và được tiếp sóng trên các đài địa phương. Và ngay bây giờ, ban tổ chức xin trân trọng kính mời bà Trần Thị Kiều Tôn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre sẽ đại diện ban tổ chức lên điều hành lễ kỷ niệm. Xin trân trọng kính mời. Bắt đầu chương trình buổi lễ, xin trân trọng kính mời quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng toàn thể đồng bào, đồng chí đứng lên chỉnh đốn trang phục và tư thế để thực hiện nghi thức chào cờ. Chào cờ đã xong, xin mời tất cả quý vị an tọa. Kính thưa quý lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa quý đại biểu, các vị khách quý và toàn thể đồng bào, đồng chí, Bến Tre linh địa sinh danh sĩ, đồng khởi hồn thiêng xuất anh hào,
Bến Tre, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và giá trị nhân văn, nơi có nhiều anh hùng hào kiệt, góp phần làm rạng danh quê hương, xứ sở của mình. Trong đó có Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao càng nhìn càng sáng, nhà thơ tài năng, người thầy giáo mẫu mực, thầy thuốc sáng ngời y đức. Tài năng, đức độ và sự can trường vượt qua nghịch cảnh của Nguyễn Đình Chiểu đã vượt ra không gian của vùng đất Cù Lao, được dân tộc Việt Nam ngưỡng mộ, thế giới vinh danh. Để lưu truyền lịch sử tiền nhân, tiếp tục bồi đắp lòng tự hào và phát huy tính nhân văn trong đời sống mới, tạo nên giá trị văn hóa tinh thần mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển địa phương hôm nay. Thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế về việc tổ chức vinh danh nhân vật được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO ra nghị quyết cùng kỷ niệm, tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Đây cũng là lần thứ 30 diễn ra các hoạt động văn hóa của cộng đồng dân cư trong tỉnh với tên gọi Ngày hội Truyền thống Văn hóa tỉnh Bến Tre. Ban tổ chức rất vui mừng, vinh dự được đón tiếp và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý đại biểu, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước. Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước. Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, công dân đồng khởi tiêu biểu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đại diện tổ chức quốc tế, trân trọng giới thiệu ngài Christian Manhart, trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam. Lãnh đạo địa phương xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu quý lãnh đạo, nguyên lãnh đạo là các đồng chí nguyên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các hội quần chúng Trung ương. Quý đại biểu lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ, đại biểu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đương nhiệm, các vị khách quốc tế, đại diện lãnh sự quán tại Việt Nam của các nước Campuchia, Indonesia, đại biểu các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đại biểu các văn phòng, cục, vụ, viện và tương đương trực thuộc các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các trường đại học, các chuyên gia, nhà khoa học, nghiên cứu, trong và ngoài nước. Đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu các hội đồng hương Bến Tre, câu lạc bộ doanh nhân Bến Tre. Xin trân trọng giới thiệu quý đại biểu đại diện quý bà mẹ Việt Nam anh hùng, công dân đồng khởi tiêu biểu, đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, mặt trận và đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, đơn vị tài trợ, chức sắc các tôn giáo, các lực lượng vũ trang, trí thức, đại diện gia đình thân tộc của cụ Nguyễn Đình Chiểu, các phóng viên, báo, đài, trung ương, khu vực và địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh. Xin nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của tất cả quý vị. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đọc diễn văn buổi lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Kính thưa ngài Rishian Mahat, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam. Kính thưa các ngài đại sứ, tổng lãnh sự các nước, các nhà khoa học quốc tế. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo bộ ngành trung ương, các tỉnh thành phố, lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre qua các thời kỳ. Kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể quý đại biểu, đồng bào, đồng chí. Hôm nay, trong không khí tự hào phấn khởi và trang trọng, tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, 30 năm ngày truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre 1 tháng 7. Trước hết, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành, đại diện UNESCO, đại diện các cơ quan ngoại giao, các vị khách quốc tế, các đồng chí cách mạng lão thành, cán bộ hưu trí, quý mẹ Việt Nam anh hùng, các nhà khoa học và tất cả quý đại biểu đến tham dự buổi lễ đặc biệt hôm nay. Kính thưa quý đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí, Nguyễn Đình Chiểu sinh ngày 1 tháng 7 năm 1822 tại làng Tân Thới, tỉnh Gia Định, nay là phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thời thơ ấu được sống trong sự nuôi dạy chu đáo, nhưng đường đời của ông sớm gặp nhiều gian truân. Năm 25 tuổi, sau một thời gian nỗ lực ra công đèn sách, Nguyễn Đình Chiểu trở ra quê để ứng thí. Nhưng chưa đến khoa thi thì hay tin mẹ lâm bệnh và mất. Vì quá đau buồn, thương khóc mẹ, trên đường về chịu tang mẹ lại bị nhiễm phong xương và bị chứng đau mắt. Dù được chữa trị chu đáo nhưng đôi mắt của ông mãi mãi không nhìn thấy nữa. Không còn nhìn thấy ánh sáng nhưng tâm hồn luôn tỏa sáng, giữ tròn trung hiếu mà hai câu thơ: thà đuôi mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt ông cha không thờ, đã nói lên tất cả điều đó. Ông mất vào ngày 3 tháng 7 năm 1888, được an táng tại xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Cả cuộc đời 66 năm, Nguyễn Đình Chiểu sống bằng nghề dạy học, nghề thầy thuốc và sáng tác dân thơ. Sự nghiệp văn chương của cụ, trừ một số bài viết bằng chữ Hán, còn lại đều là viết chữ Nôm, với các truyện thơ nổi tiếng như Lục Dân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, Ngư Tiều Y Thực Dân Đáp, các bài dân tế, thơ điếu, thơ đường luật. Đặc biệt nói đến sự văn chương của sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu thì phải nói đến truyện thơ Lục Dân Tiên là một tác phẩm đầu tay, chứa đựng triết lý, trọng đạo nghĩa, tiết tháo làm người, thể hiện quan điểm ca ngợi bảo vệ cái tốt, cái hay, cái đẹp và phê phán, ghét cay, ghét đắng, cái xấu, cái ác. Các bài dân tế, nhất là bài dân tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc, Nguyễn Đình Chiểu là người đầu tiên dùng văn học tạc vào lịch sử chân dung những người nông dân nghĩa binh, những tướng lĩnh đánh giặc. Làm thầy thuốc, thầy giáo là sự lựa chọn của Nguyễn Đình Chiểu. Lựa chọn ấy đặt ra bao nhiêu thách thức đối với người bình thường. Càng gai gắt, càng khó khăn cho một thầy giáo, một thầy thuốc mù lòa, gian dở công danh. Trọn đời, thầy Đồ Chiểu chăm lo dạy dỗ môn sinh, truyền thụ cho thế hệ tương lai những điều cốt lõi của văn hóa Việt Nam, về truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam và về nhân cách của một kẻ sĩ. Trọn đời, thầy thuốc Nguyễn Đình Chiểu tận hiến cứu người, giúp đời bằng nghề thuốc của mình. Tác phẩm Ngư Tiều Y Thực Dân Đáp là một tập hợp phong phú nhiều bài thuốc mà ông đã dày công tổng hợp, học hỏi, nghiên cứu, để lại giá trị cho muôn đời sau, đặc biệt là quan điểm y dân cũng là y quốc. Kính thưa quý đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí, danh nhân Nguyễn Đình Chiểu đã gắn bó với tỉnh Bến Tre 26 năm cuối đời. Gần 200 năm qua,
người dân Bến Tre luôn xác định Nguyễn Đình Chiểu là một biểu tượng của vùng đất Ba Dải Cù Lao Bến Tre. Lịch sử và tâm thức của người dân Bến Tre luôn khắc ghi tư tưởng và nhân cách của Nguyễn Đình Chiểu, tinh thần yêu nước, ý chí vượt khó vươn lên, đoàn kết vượt qua bao gian khổ hy sinh của ông đã truyền cảm hứng cho cuộc đồng khởi thần kỳ năm 1960, góp phần hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và giành nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, được sự quan tâm. Phát triển kinh tế xã hội của tỉnh có những cải thiện tích cực, không ngừng khởi sắc, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên. Những năm qua, dù còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội, nhưng Đảng bộ và nhân dân Bến Tre luôn thực hiện những công việc có ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn, tri ân của nhà thơ, nhà văn hóa lớn Nguyễn Đình Chiểu. Từ việc trùng tu, phu mộ, nhà lưu niệm, xây dựng trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu di sản các dân tộc Việt Nam, đến việc xuất bản các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu, các công trình nghiên cứu, sáng tạo của Nguyễn Đình Chiểu, tổ chức hội nghị khoa học quốc gia lần đầu tiên về Nguyễn Đình Chiểu cách đây 40 năm, đặc biệt là đã tổ chức hội thảo quốc tế vừa qua trong kỷ niệm 200 năm Nguyễn Đình Chiểu, tổ chức ngày hội truyền thống văn hóa 1 tháng 7 hàng năm từ năm 1992 cho đến nay. Trong năm 2020, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh với sự hỗ trợ nhiệt tình của một số nhà khoa học, sự ủng hộ và tạo điều kiện của Bộ Ngoại giao, Ủy ban UNESCO Việt Nam đã xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Nguyễn Đình Chiểu. Sự kiện Nguyễn Đình Chiểu được UNESCO vinh danh danh nhân và cùng tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông là niềm tự hào của đất nước Việt Nam nói chung, là niềm vinh dự lớn cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre, tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An nói riêng. Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre xin chân thành cảm ơn Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc trong kỳ họp Đại hội đồng đã thông qua nghị quyết số 41/15 cùng kỷ niệm 200 năm danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, bày tỏ sự biết ơn, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban UNESCO Việt Nam, các chuyên gia, các nhà khoa học đã hỗ trợ giúp đỡ đồng hành cùng tỉnh Bến Tre trong việc hoàn thành trình UNESCO đảm bảo nội dung thời gian quy định. Kính thưa quý đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí, hôm nay chúng ta vinh danh, vinh dự, khẳng định rằng Nguyễn Đình Chiểu là danh nhân đã được thế giới ghi nhận. Sức ảnh hưởng, cốt cách, giá trị những tác phẩm của ông đã vươn tầm thế giới và đã được cả nhân loại tìm hiểu, nghiên cứu. Văn đàn thế giới sẽ ghi thêm tên một danh nhân Việt Nam là Nguyễn Đình Chiểu bằng cả sự trọng thị và mến mộ. Nhân dịp này, tôi xin trân trọng đề nghị cán bộ, đảng viên, thầy giáo, cô giáo, đội ngũ y bác sĩ, quần chúng nhân dân, các em học sinh, sinh viên quê Bến Tre hãy ra sức học tập noi theo tấm gương của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc và tấm lòng tôn kính với ông bằng những hành động, việc làm cụ thể, mang ý nghĩa thiết thực. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre xin hứa sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu ngày càng sâu rộng trong nước và thế giới, giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức, nhân cách của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, để tinh thần đồng khởi chống giặc năm xưa được lan tỏa trong phong trào thi đua đồng khởi mới trên tất cả các lĩnh vực, phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong xây dựng văn hóa con người Bến Tre, tạo điều kiện cho văn hóa thấm sâu và trở thành hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế xã hội, khơi dậy khát vọng Bến Tre phát triển phồn vinh hạnh phúc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Cuối lời, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, đại diện ủy ban UNESCO Việt Nam, quý đại biểu khách quý quốc tế và trong nước cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe,
hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếp theo chương trình là nghi thức vinh danh nhân vật được UNESCO ra nghị quyết cùng kỷ niệm. Xin trân trọng kính mời Ngài Kristen Manhart, trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu. Sau đó sẽ đại diện tổ chức quốc tế trao nghị quyết. Trân trọng kính mời Ngài trưởng đại diện. Your Excellency, Mr. Nguyen Xuân Phuc, President of Vietnam, honorable leaders and former leaders of the party and of the government, distinguished guests. Kính thưa Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, kính thưa các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, kính thưa quý vị. On behalf of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, it is my honor and privilege to be with you this evening at the monument tomb and memorial of the poet Nguyen Tinh Cho, whose 200th birthday anniversary we are celebrating today. Thay mặt Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, tôi rất vui và vinh dự được cùng quý vị tham dự lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu tại chính khu tưởng niệm về ông trong buổi tối ngày hôm nay. So this is the opportunity for us to celebrate the life of a brilliant personality and to promote his values among a wider international community. Đây thực sự là một cơ hội để chúng ta tôn vinh một danh nhân văn hóa và đề cao những tư tưởng và giá trị của ông tới cộng đồng quốc tế. As all of you know, at the 41st General Conference session of UNESCO, which took place last November, the 193 member states of UNESCO unanimously adopted the resolution that UNESCO be associated to the celebration of the 200th birthday of Nguyen Tinh Cho this year. Tại kỳ họp của Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41 diễn ra tại Paris tại hồi tháng 11 năm ngoái, 193 quốc gia thành viên của UNESCO đã cùng nhất trí thông qua nghị quyết rằng UNESCO sẽ tham gia kỷ niệm ngày sinh của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu vào năm nay. And the reasons for this resolution was not only that Nguyen Tinh Cho was an extraordinary personality, but he is one of the most celebrated Vietnamese poets, whose poems are translated in many other languages. And his values for peace, love of the others, tolerance, but also struggle against colonialism, against occupation, are totally in line with the ideals and values of UNESCO. Thưa quý vị, Đại hội đồng UNESCO đưa ra quyết định này bởi vì nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu là một nhân vật xuất chúng và là một trong những nhà thơ Việt Nam được tôn vinh nhiều nhất và có các tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng. Những triết lý về hòa bình, về tình yêu giữa con người, cũng như về lòng khoan dung, tinh thần yêu nước, phản kháng chống ngoại xâm của ông hoàn toàn phù hợp với triết lý và mục tiêu của UNESCO. He was also an outstanding teacher who dedicated his life to spreading knowledge. And this is also one of the main objectives of UNESCO education. Ông cũng là một nhà giáo xuất sắc, người đã cống hiến cả cuộc đời mình để lan tỏa kiến thức. Và đây cũng chính là một sứ mệnh của UNESCO, sứ mệnh giáo dục. In addition, he was a great physician with a strong vision of saving people. Ngoài ra, Nguyễn Đình Chiểu còn là một vị thầy thuốc vĩ đại với một tầm nhìn sâu rộng trong việc cứu người. And if all this was not enough, he also is a great hope for people with disabilities. He himself, as you know, was blind, and everything he achieved it in spite of his blindness. Hơn thế nữa, ông còn là niềm hy vọng lớn lao cho những người khuyết tật, bởi ông đã có thể đạt được những thành công kể trên ngay cả khi ông bị mù. So therefore, his life story is a source of inspiration not only for the Vietnamese people, but for the entire humanity. Rõ ràng, câu chuyện cuộc đời của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu là một nguồn cảm hứng không chỉ với người dân Việt Nam mà còn với cả nhân loại. Ladies and gentlemen,
allow me to thank the People's Committee of the Pinche province for organizing this very meaningful program. And I would also wish to extend my gratitude to the Vietnam National Commission for UNESCO and also to the central government for their strong support. And I think that the presence today of very high-level government leaders demonstrate the high commitment Vietnam has for the values of UNESCO. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre vì đã tổ chức sự kiện quan trọng này. Nhân dịp này, tôi cũng xin cảm ơn Ủy ban Quốc gia UNESCO và các cơ quan trung ương về những ủng hộ mạnh mẽ cho sự kiện ngày hôm nay. Sự hiện diện của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của chính phủ thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với các giá trị của UNESCO. And let me take this opportunity to assure you the entire cooperation and support of UNESCO to Vietnam in the future. Và cũng nhân dịp này, tôi xin tái khẳng định sự hỗ trợ và cam kết hợp tác lâu dài giữa chúng ta. And now, I wish all of us an enjoyable event. Thank you very much. Xin chúc quý vị một buổi tối tuyệt vời. Xin cảm ơn. Trân trọng cảm ơn ngài Krishan Mahat, trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ngài tiếp tục thực hiện nghi thức trao nghị quyết. Trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên tiếp nhận nghị quyết từ đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lên tiếp nhận nghị quyết của UNESCO từ Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trân trọng kính mời đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh lên tiếp nhận hoa từ ngài đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, đây là nghi thức đại diện UNESCO trao bản nghị quyết cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Sau đây, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ trao nghị quyết quan trọng này cho lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp nhận. Và đại diện UNESCO tại Việt Nam trao hoa chúc mừng tỉnh Bến Tre, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp nhận. Ngay sau đây, lãnh đạo tỉnh Bến Tre xin tặng những bó hoa mang màu sắc xứ dừa, thể hiện tình cảm và sự biết ơn đối với tổ chức quốc tế và các cơ quan trung ương đã giúp Bến Tre có được vinh dự này. Đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh chung. Xin cảm ơn ngài trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, đồng chí lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bến Tre. Kính thưa quý đại biểu, trong dịp sự kiện quan trọng này, tỉnh Bến Tre rất vinh dự được đón tiếp lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ ngành trung ương đến tham dự và làm việc tại tỉnh. Tại buổi lễ hôm nay, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời đồng chí Chủ tịch nước. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bến Tre qua các thời kỳ. Thưa quý vị khách quốc tế, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây với tất cả tấm lòng tôn kính và ngưỡng mộ long trọng tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh của
Nguyễn Đình Chiểu, nhà văn hóa, nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam, người thầy giáo, thầy thuốc mẫu mực được UNESCO vinh danh. Tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí đã về dự sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí, Nguyễn Đình Chiểu sinh ra và lớn lên trong điều kiện đất nước đầy biến động. Vì hoàn cảnh gia đình và điều kiện ly tán thời chiến tranh, ông đã lỡ nhiều kỳ thi nên không theo đường quan lộ, rồi không may lâm bệnh mù lòa. Nhưng không vì thế mà buông xuôi, trái lại, ông đã vượt qua sự trắc trở của số phận, trở thành một thầy thuốc có y thuật cao, một thầy giáo tâm huyết, một nhà thơ đi đầu trong phong trào chống thực dân, có ảnh hưởng không chỉ ở Việt Nam mà cả khu vực và trên thế giới. Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương về tinh thần học tập suốt đời, ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh nguy nan, vẫn là hiện thân của nhân cách sống trong sáng, bình dị, cao đẹp, nhưng đầy khí chất của dân tộc Việt Nam nói chung, người dân Nam Bộ nói riêng. Trong thời kỳ đất nước bị họa ngoại xâm, nỗi nhà tai biến, nỗi mình bi thương, bao nhiêu nghiệt ngã tai ương của cuộc đời dấn lên một con người nhỏ bé, hiền hòa và chất phác, nhưng cũng nhờ đó đã tôi rèn cho ông bản lĩnh và thái độ sống không buông xuôi trước số phận. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, rằng sự đời thà quốc, đôi trồng thịt, lòng đảo xin tròn một tấm gương. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ năm 1963 nhận định, Nguyễn Đình Chiểu là một chí sĩ yêu nước, là nhà thơ lớn của nước ta, là ngôi sao sáng trên bầu trời văn nghệ của dân tộc. Trước tác của Nguyễn Đình Chiểu đã cho thấy những đóng góp lớn lao của ông đối với văn học nước nhà. Giáo sư Trần Ngọc Vương, một chuyên gia về Nguyễn Đình Chiểu, đã đánh giá ông trở thành người mở đầu cho phong trào lưu văn học chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, nhân danh toàn bộ dân tộc, chứ không nhân danh một bộ phận, một thiểu số nào. Đây chính là đóng góp quan trọng nhất của Nguyễn Đình Chiểu vào lịch sử văn học dân tộc. Sự mở đầu của văn học chống thực dân, chống chủ nghĩa đế quốc, theo cách đó không chỉ có ý nghĩa văn học sử ở Việt Nam mà còn mang ý nghĩa quốc tế đậm nét. Những tác phẩm Lục Văn Tiên, Ngư Tiều Vấn Đáp Y Thuật, Văn Tế Nghĩa Sĩ Trận Vong, Lục Tỉnh và đặc biệt với Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc là những cứ liệu sống động cho nhận định nói trên. Tác phẩm của ông có tính thời đại, thể hiện sâu sắc và rõ nét lối sống trọng đạo lý và công bằng xã hội, căm ghét áp bức bất công, cho nên có tầm ảnh hưởng sâu sắc qua nhiều thế hệ. Tư tưởng của ông về đạo, báo dân, trung quân, ái quốc, tư tưởng này vẫn là giá trị dù vật đổi sau dời, dù hình thái kinh tế xã hội khác nhau. Trong sự nghiệp dạy học, thầy Đỗ Chiểu đã dành trọn đời chăm lo dạy dỗ, truyền thụ cho thế hệ tương lai những điều căn cốt của văn hóa Việt Nam về đạo lý truyền thống của dân tộc và nhân cách của một nho sĩ, là nhà giáo có nhiều đóng góp để nuôi dưỡng và phát huy hào khí Đồng Nai, nét đẹp văn hóa của người Nam Bộ. Nhân cách của nhà giáo Nguyễn Đình Chiểu có ảnh hưởng rất lớn đối với vùng đất Nam Bộ nói chung và mảnh đất Gia Định, Bến Tre nói riêng. Sau khi được một thầy thuốc có dòng dõi ngữ y đất Quảng Nam cứu chữa thoát khỏi cái chết nhưng lâm vào cảnh mù lòa, Nguyễn Đình Chiểu học nghề chẩn bệnh bốc thuốc của người đã cứu mình để chữa bệnh, cứu sống nhân dân. Tư tưởng nhân đạo bác ái của thầy thuốc Nguyễn Đình Chiểu thể hiện rất rõ qua mấy câu thơ: thấy người đau giống mình đau, phương nào cứu đặng mau mau trị lành, đứa ăn mày cũng trời xanh, bệnh còn cứu đặng thuốc dành cho không. Nguyễn Đình Chiểu là một lương y thông hiểu sâu sắc y lý phương Đông và y lý Việt Nam, cả về y thuật và y đức. Y đức theo quan điểm của cụ chính là đạo cứu người, nằm trong nghĩa vụ cứu dân cứu nước. Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp là một tác phẩm lớn vào giai đoạn cuối đời của Nguyễn Đình Chiểu, dạy bảo làm người và làm đạo làm thầy, thuốc cứu người. Giáo sư Lê Trí Viễn đã từng nhận định, y thuật ấy là kết tinh nghề thuốc trong hàng trăm hộ sách mấy mươi thế kỷ. Yêu nước ấy có chiều sâu và nhân một đời người và chiều sâu lịch sử dân tộc,
hàng mấy ngàn năm, nhưng cả hai để đúc lại thành một thân thuốc hồi sinh, một đạo lý sống, một con đường phù hợp cho những người yêu nước bình thường trong tình hình quê hương rơi vào tay giặc. Nguyễn Đình Chiểu làm thơ để biểu lộ lòng yêu nước, mỗi bài thơ như một vũ khí chống giặc. Ông làm thầy đồ để nuôi dưỡng hào khí Đồng Nai, giữ gìn và phát huy bản sắc Việt Nam giữa thời loạn ly. Ông làm thuốc vì đạo nhân sinh, dù mù lòa nhưng ông đã sống trọn một đời con người với nhân cách trọn vẹn, một đời sống có văn hóa, biết tự hào dân tộc, biết liêm sĩ và tự trọng của một người trí thức chân chính, biết trân trọng phẩm giá của con người với đồng bào và giữ đúng tiết tháo của một kẻ sĩ. Cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu đã toát lên ông một nhân cách văn hóa tiêu biểu của Việt Nam. Điều chúng ta lĩnh hội thấm sâu nhất của cuộc đời và tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu là tinh thần yêu nước, thương dân, tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, vì đạo lý, tinh thần vượt khó, sáng tạo nghệ thuật và học tập suốt đời. Nguyễn Đình Chiểu và di sản của ông không chỉ được người Việt Nam mãi mãi tôn vinh, tự hào mà còn được bạn bè quốc tế biết đến và ngưỡng mộ. Thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa đồng bào, đồng chí, uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, tôn kính hiền nhân luôn là truyền thống quý báu của dân tộc chúng ta. Với danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, chúng ta thực hiện nhiều công việc đầy ý nghĩa như vậy, như xây dựng, xếp hạng mộ, khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu là di tích quốc gia đặc biệt, xây hồ sơ quốc gia trình UNESCO vinh danh, cùng kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông, tổ chức hội thảo khoa học quốc tế danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay, vân vân. Nguyễn Đình Chiểu sinh ra ở Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh, quê gốc tỉnh Thừa Thiên, nay là tỉnh Thừa Thiên Huế, nhưng Bến Tre mới là mảnh đất gắn bó với ông gần suốt cuộc đời. Những năm qua, Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Bến Tre đã thực hiện nhiều công việc có ý nghĩa sâu sắc nhằm bảo vệ, phát huy giá trị di sản mà Nguyễn Đình Chiểu để lại cho thế hệ hiện tại và mai sau. Hôm nay, về lại quê hương Bến Tre, Đùa Chiểu, quê hương đồng khởi anh hùng, quê hương cách mạng, truyền thống, văn hóa, chúng ta vui mừng nhận thấy sự đổi thay, phát triển vượt bậc về kinh tế và xã hội. Nhất là thời gian gần đây, Đảng bộ có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nhiều công trình dự án đang được đầu tư xây dựng, công trình cầu Rạch Miễu 2, các công trình điện gió v.v. Nhiều phong trào đồng khởi mới về kinh tế đang bừng nở trên quê hương Đồ Diệu, góp phần vào những thành tựu chung của cả nước. Kết quả đó là sự minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, dân, quân và dân tỉnh nhà, mở ra một thời kỳ phát triển mới đầy triển vọng, xây dựng quê hương Bến Tre, Đồ Chiểu trở thành tỉnh khá trong khu vực vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030. Chúng ta hôm nay cùng nhau ở đây kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu để tỏ lòng tự hào, tôn vinh những cống hiến to lớn của cụ đối với văn hóa Việt Nam và văn hóa nhân loại, nhưng cũng là để tìm ra di sản của cụ, những kinh nghiệm và bài học quý báu cho sự phát triển của địa phương và đất nước trong tương lai. Tôi xin đề nghị các bộ, ban, ngành trung ương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ hơn tầm cao tư tưởng, giá trị nghệ thuật của các trước tác của Nguyễn Đình Chiểu, nghiên cứu sâu hơn nữa vai trò thầy giáo và thầy thuốc của Nguyễn Đình Chiểu, tiếp tục giới thiệu, quảng bá các tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu đến rộng rãi công chúng trong và ngoài nước, phát huy giá trị văn hóa Nguyễn Đình Chiểu trong giai đoạn mới, chú trọng ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin vào nghiên cứu, giảng dạy, quảng bá các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu, nghiên cứu, sáng tác văn nghệ, văn hóa, nghệ thuật của Nguyễn Đình Chiểu, thực hiện số hóa di sản liên quan đến con người và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu trên tinh thần là chúng ta cùng nhau ở đây kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu để bày tỏ lòng tự hào, tôn vinh và cống hiến to lớn của cụ đối với văn hóa Việt Nam, văn hóa nhân loại, nhưng cũng là để tìm trong di sản của cụ những kinh nghiệm và bài học quý báu cho sự phát triển của địa phương và đất nước trong tương lai. Soi kim, thái cổ, học cổ, hành kim, đó là cách tiếp nối và phát huy truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc, học hỏi từ những di sản văn hóa của các bậc tiền nhân và cũng là thực hiện theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và hội nghị văn hóa toàn quốc do đồng chí Tổng Bí thư chủ trì vào tháng 11 năm 2021 vừa qua. Nhân đây, tôi cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương
tỉnh ủy Bến Tre nghiên cứu và có quy chế ban hành giải thưởng Lục Văn Thiên, một tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Đình Chiểu. Và hôm nay tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Việt Nam, một lần nữa tôi xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn UNESCO đã thông qua nghị quyết và cùng tổ chức tôn vinh danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu. Đây là niềm tự hào, vinh dự của cả dân tộc Việt Nam. Việc UNESCO tôn vinh những giá trị và ý nghĩa nhân văn cao đẹp, trường tồn cũng như tư tưởng nhân cách Nguyễn Đình Chiểu cũng chính là tôn vinh nét đẹp trong tâm hồn, trí tuệ, nhân văn, bác ái của người Việt Nam. Điều này thêm một lần nữa khẳng định những giá trị tốt đẹp trong cốt cách con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam và đang hòa chung dòng chảy văn hóa của nhân loại. Cuối cùng, tôi xin chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Tôi mong tỉnh Bến Tre, các địa phương có liên quan đến cụ Đồ Chiểu hãy kết nối, kháng khích để tối ưu các lợi thế và cùng nhau phát triển trong thời gian đến. Trân trọng cảm ơn và nhân dịp này tôi xin tặng quà kỷ niệm đến lãnh đạo tỉnh nhà. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã tặng hoa cảm ơn. Và sau đây xin mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước. Trợ lực nào ngăn cách nổi đôi ta.
thời xuân sắc long đông phần bạc má hồng. Là tác phẩm văn học Việt Nam được dịch ra ngoại ngữ nhiều thứ tư, gồm 5 thứ tiếng và 11 bản dịch. Lục Vân Tiên đã tạo niềm cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ quốc tế, sáng tác nên nhiều tác phẩm nghệ thuật mới và tạo dấu ấn ở nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Was the man who was named Luc Van Tien as he left home to conquer the world. Kind and pure-hearted, a victim of innocence, suffered the cruelty of man. Like the moon in the sky, so maybe the affairs of men who can count all his tears. We don't know. My people love and hate, drawn to the moon like the dragon that soars through the clouds when no fears lead the way. Swept by high waters at sea, what a calamity, don't forsake to withstand. Luc Van Tien. Young was the maiden he saved, and the beauty portrayed through her poems amazed him. Led by the music of love, their true hearts found a bond, kindred spirits awakened. They were forced to part, a promise to obey, a solemn vow was made, a promise to keep faith. To demons from the road would come their way, drawn to the moon like the dragon that soars through the clouds with no fears lead the way. Swept by high waters at sea, what a calamity, don't forsake to withstand. His eyes lit like pearls in the night. Fireflies share their light when they finally unite. Because I have found you again in this beautiful place, please allow me to bow. Luc Van Tien. Luc Van Tien. Thank you.
Sứ mệnh và lý tưởng của UNESCO được nêu rõ trong công ước thành lập là thắt chặt sự hợp tác giữa các quốc gia về giáo dục, khoa học và văn hóa để đảm bảo sự tôn trọng công lý, luật pháp, nhân quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo. Những tác phẩm và cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu có thể nói đã đáp ứng rất tốt những sứ mệnh và lý tưởng này. Trang ba, Nguyệt Nga còn hãy xót xa phận mình. Dời chơn ra chốn hoa đình, xem trăng rồi lại chạnh tình cố nhớ. Than rằng lưu thủy cao sơn, ngày nào nghe đặng tiếng đờn tri âm. Chữ tình càng tưởng càng thâm, muốn pha khó lợt, muốn dầm khôn phai. Vơi vơi đất rộng trời dài, hỡi ai nỡ để cho ai đeo phiền.
bạn nghe về bến tre, một miền quê xanh ngát bông dừa, những dòng sông ruộng vườn, một thời sụp sôi đàn lửa bình đao, có một thi nhân dù đôi mắt không còn thấy được ngọt lành tia nắng mặt trời, mà trong tâm hồn vẫn sáng người tình yêu thiết tha và khát vọng hòa bình yên vui cho quê hương Việt Nam. Những đứa trẻ đã lớn lên cùng ý chí nhân cách ông trao gửi khu đô chiều của bến tre, một người thầy giáo, một người thầy thuốc, người con với tấm lòng hiếu thảo, hùng anh chiến sĩ soi đường dẫn đầu, bằng những vần thơ bất khuất, một lòng vì nước vì dân, khát khao quê hương thoát khỏi anh siêng nô lệ. Sau đang nhắc về ông, cả thế giới đang lắng nghe lời ông tha thiết, lời con tim soi sáng, thả đuôi ma dư đào nhà. Đời sau đang hát về ông, cả thế giới đang lắng nghe đỉnh trời gió hát, đỉnh trời mây trắng, đào trời bồi mát lòng người. 100 năm đã trôi qua, ông vẫn sống trong tim nhân loại, với bên tre, với quê hương Việt Nam, với biết bao thế hệ. Cách ông trao gửi khu đô chiều của bến tre, một người thầy giáo, một người thầy thuốc, người con với tấm lòng hiếu thảo, cùng anh chiến sĩ soi đường dẫn đồng, bằng những vần thơ bất khuất, một lòng vì nước vì dân, khát khao quê hương thoát khỏi ách xiềng nô lệ. Đời sau đang nhắc về ông, cả thế giới đang lắng nghe lời ông tha thiết, lời con tim soi sáng, thả đuôi ma dư đào nhà. Đời sau đang hát về ông, cả thế giới đang lắng nghe đỉnh trời gió hát, đỉnh trời mây trắng, đào trời bồi mát lòng người. 200 năm đã trôi qua, ông vẫn sống trong tim nhân loại, với bến tre, với quê hương Việt Nam, với biết bao thế hệ. Cho những chùm hoa giữa trắng nở, mai còn thiết tha, mai còn thiết tha trắng nở, như tấm lòng cao thượng của ông, như tấm lòng cao thượng.